Chào mừng các bạn đã trở lại với kênh 10 phút review. Chúng ta cùng tiếp tục tập 136 của Thế giới Hoàng Mỹ nhé. Trong lúc Thạch Hạo cùng đám người từng tộc quyết chiến thì cánh cửa bên trong hồ Niết Bàn mở ra. Việc này lập tức khiến nơi đây sôi trào, hỗn chiến bùng phát. Ai cũng muốn là người đầu tiên bước vào bên trong để chiếm lấy tạo hóa. Tổ tôn hai người Thạch Hạo mở một đường máu tiến vào khu vực này. Trên thực tế không riêng là hai người, dù là ma nữ hay là chàng trai thần bí cầm kim đăng trong tay cũng đã bị thương. Thiểm điện tử, chân cổ, thanh tiên, thao thiết cũng đều đổ máu. Có thể nói không một ai lành lặn cả. Ngay cả truyền nhân trẻ tuổi của tiên điện cũng chảy máu bên một cánh tay, Nguyệt Thiền tiên tử đứng cạnh tay áo cũng dính chút máu tươi, tất cả cao thủ đều đã bị thương. Lúc này, Thạch Hạo hóa thành một tên ma vương cùng tổ phụ mình chém giết về nơi trung tâm, thần cản giết thần, Phật cản giết Phật. Hắn nhất định phải chiếm được truyền thừa chí tôn này. Dọc theo đường đi, hắn lại giết thêm hai tên sơ đại, trên tay dính đầy máu của bọn họ. Đáng tiếc hai người này vẫn còn mệnh phù cho nên tránh được một kiếp. Cứ thế rời đi, xuất hiện trên tế đàn ở lối ra của bí cảnh. Phía trước chính ngọn núi lớn đầy nguy nga, ánh tiếng bốc lên vô cùng hùng vĩ, tựa như trường tồn từ vạn cổ. Đã tới nơi truyền thừa, là ngươi. Bên dưới một ngọn núi màu tím, sau khi trải qua một cuộc chiến đầy khốc liệt, thì sơ đại thánh vũ tộc Thất Kinh, người mà hắn công kích lại là đối thủ cũ, thiếu niên ma vương. Thạch Hạo nghe thế thì nở một nụ cười tươi, sau đó xuất thủ đầy vô tình. Song phương dùng cánh thần đối kích chém giết về nhau. Cường giả thánh vũ tộc khiếp sợ, đôi cánh của hắn bị thương tổn, có máu chảy ra, nhưng cặp cánh của đối phương lại chẳng có chút việc gì, còn tràn ngập đầy khí hỗn độn. Côn bằng, hắn cắn răng phun ra hai chữ đầy khó khăn, hiển nhiên người biết bí mật này đều phải chết. Thạch Hạo dùng thần thông luân hồi đánh hắn bay ngược ra phía sau, sau đó vọt tới, một cánh côn bằng chém đứt ngang bả vai, lại thêm một vị sơ đại lại mất mạng, máu tươi dâng trào. Thạch Hạo tắm rửa máu huyết của sơ đại để tiến lên, ác độc vô tình, áp sát thánh sơn màu tím kia. Ánh tím tản ra, chính ngọn thánh sơn xếp thành theo thứ tự, rộng lớn và khổng lồ, bao la và hùng vĩ. Đây chính là nơi truyền thừa. Quần hùng đồng đoạt giết tới nơi này, rất nhiều người vẫn còn đang chảy máu, bị thương trong lúc tranh đấu. Mỗi người một phương, ánh mắt lấp lóe, ngước nhìn dãy núi rậm rạp kia, tiến vào trong cung điện. Thần âm đại đạo điếc tai khiến thân thể người khác rung lên, linh hồn cũng cộng hưởng theo. Trong cung điện khắc đầy những cảm ngộ và phù văn, đây chính là kinh nghiệm và tâm đắc của Chí Tôn Nguyên Thiên, không có pháp môn cụ thể mà chỉ có một ít thể ngộ trong quá trình tu hành của hắn, những thứ này lại rất quý giá. Đây là chọn đồ và chọn người, ai có thể cảm ngộ những phù văn này tốt nhất thì sẽ được truyền tống vào cung điện cao nhất, có người nhỏ giọng nói đã nhìn ra được đầu mối. Hay có thể nói đây chính là thử thách dành cho thế hệ sau. Chí Tôn Nguyên Thiên đang lựa chọn người thừa kế thích hợp. Thạch Hạo và Đại Ma Thần ngồi xếp bằng, cảm ngộ thật tỉ mỉ, lắng nghe thần âm đại đạo, quan sát những cảm ngộ này, cả người bị khuấy động không thôi. Trong lúc nhất thời, bọn họ nhìn thấy nhân sinh của một người khác quật khởi ở trong một tộc nhỏ, chiến cường giả, các tộc cho tới lúc chém thiên kiêu, một đường hát vang và sau đó là chết đi, là một gợi ý vô cùng lớn cho ta. Thạch Hạo khẽ nói, hắn đang tái tạo lại cảnh giới cho nên kiểm chứng lại qua cảm ngộ của vị Chí Tôn này, cảm thấy sáng tỏ thông suốt, ánh mắt càng thêm rực rỡ, thu hoạch to lớn. Trong lúc nhất thời, chính tòa thánh sơn trở nên yên lặng. Sau khi tiến vào cung điện thì tất cả mọi người đều ngồi xếp bằng cảm ngộ, lĩnh hội văn chương ngộ được từ truyền thừa thái cổ kia. Bỗng nhiên bên ngoài cung điện vang lên tiếng bước chân rất rõ ràng, nhiệt độ trong tòa kiến trúc này chợt tăng lên, ba chùm lửa hừng hực nhấp nháy vô cùng mạnh. Ba vị thần linh cùng nhau tiến vào, ngăn ở cửa lớn. Mí mắt của Thạch Hạo giật giật, hắn đều biết những người này, một người là Xích Lăng Không của cung Hỏa Ma, hai người còn lại là cường giả thần hỏa cảnh của tần tộc. Các ngươi có ý gì? Thạch Hạo lạnh lùng mở miệng. Thánh sơn tuy có chính tòa, cung điện cũng có không ít, thế nhưng đây cũng không phải là nơi ngươi được ngộ đạo, cút ra ngoài đi, Xích Lăng Không nói. Những người ngộ đạo xung quanh bị quấy phá nên đã mở mắt vô cùng tức giận. Hai vị đạo hữu, không bằng liên thủ cùng chúng ta được không? Nơi đây sẽ trở nên yên tĩnh mà các ngươi an tâm ngộ đạo. Người của tần tộc mở miệng mời voi vàng và bọ ngựa xanh cùng nhau ra tay đối phó Thạch Hạo và Đại Ma Thần, muốn tuyệt sát. Hai người này cùng Thạch Hạo tiến vào đây ngộ đạo trước đó. Đi! Thạch Hạo hét lớn, liên thủ cùng tổ phụ khống chế lò luyện đan, bùng phát ra vô tận lôi điện, đổ ra một lượng lớn thiên hà, mạnh mẽ mở đường giết thẳng ra ngoài. Ha ha ha. Người của tần tộc cười gằn mang theo chế nhạo, còn có chút vui sướng, ép Thạch Hạo phải rời khỏi cung điện, ý nghĩa là hắn đã mất đi tư cách để đến truyền thừa tuyệt vời kia. Nhưng nằm ngoài dự liệu của họ, Thạch Hạo và Thập Ngũ Gia cũng chẳng hề đào tẩu mà nhằm về phía cung điện nằm ở trên tòa thánh sơn thứ 6, là địa phương mà tần tộc và cung Hỏa Ma chiếm cứ. Mở cho ta! Thạch Hạo và Đại Ma Thần hét lớn, đồng thời khống chế lò luyện đan, ánh chớp bên trong sôi trào bao phủ nơi này. Ngươi dám? Có người giật giữ, ngoại trừ một ít cường giả của tộc khác ra thì hơn nữa đều là cao thủ của tần tộc đang tìm hiểu, kết quả tất cả đều bị cắt đứt. Các ngươi đã chọn cách tổn nhân bất lợi kỹ, vậy thì ai cũng đừng tìm hiểu nữa, mọi người cùng chiến đi, Thạch Hạo lạnh giọng nói. Người của tần tộc tức giận, thứ này liên quan tới truyền thừa chí tôn thì làm sao muốn bị quấy rầy chứ, nên khiến tất cả đều lộ sát cơ. Tất cả mọi tranh chấp ở nơi truyền thừa đều tiến hành ở trên võ đài, dựa theo quy củ của thái cổ. Đột nhiên, một âm thanh cực lớn vang vọng khắp bầu trời. Vù, một tiếng, Thạch Hạo bị truyền tống đi tới giữa không trung, rồi hạ xuống trên một đài đá vô cùng rộng lớn. Cũng trong lúc đó, Xích Lăng Không còn có vài tên cường giả thần hỏa cảnh của tần tộc đã vây công Thạch Hạo, cũng đồng thời xuất hiện ở nơi này. Ồ, không đúng,
Thần hỏa làm sao lại mở đi, nó tắt rồi. Xích Lăng Không giật mình, mấy người của Tần tộc cũng khiếp sợ, sau đó là sợ hãi. Làm sao thế? Bọn họ bất an nên bắt đầu tụ lại cùng với nhau. Chí Tôn Nguyên Thiên lựa chọn người thừa kế cũng không phải dựa vào tu vi, mà là muốn xem thiên phú, sức chiến đấu và nghị lực ở cùng một cấp độ. Có âm thanh lạnh lùng vang lên, chuyện này không công bằng. Mấy người kêu to, linh cảm đại sự không ổn. Tiền bối, ta có thể tuyển thêm mấy đối thủ nữa không? Thạch Hạo nở nụ cười, hàm răng trắng bóng lấp lánh ánh sáng. Có thể, nhưng chỉ giới hạn trong nhóm người muốn phân tranh vừa rồi. Thanh âm to lớn ấy vang lên, ngươi, còn có ngươi, tất cả đều lên đây đi. Thạch Hạo chỉ trong nháy mắt lại xuất hiện thêm ba bóng người, tất cả đều là cường giả thần hỏa cảnh. Kha kha kha. Thạch Hạo nở nụ cười, ngươi, cao thủ của Tần tộc, còn có Xích Lăng Không của cung hỏa ma vừa giận vừa sợ. Trong giây lát này, Thạch Hạo đã chuyển động, hóa thành một tia chớp hình người vồ giết về trước. Hắn tạo ra động thiên duy nhất, giam cầm một người gần đó, một quyền đấm ra và lôi đình vạn trượng. Bập, người này nổ tung ngay tại chỗ, hóa thành một màn mưa máu. Rất nhanh, có người phát hiện ra điều không đúng. Sau khi cao thủ cảnh giới thần hỏa của Tần tộc bị đánh giết, thì xương cốt và huyết nhục không cách nào quy làm một thể, cũng không hề được mệnh phù bao phủ cuốn đi. Dù là Thạch Hạo cũng kinh ngạc, võ đài này có gì đó quái lạ, còn hạn chế những thứ này nữa. Bốn vị cường giả thần hỏa cảnh của Tần tộc hét lớn, thần hỏa của bọn họ đã tắt. Trong lòng uất ức, mất đi chỗ dựa mạnh nhất, tất cả đồng loạt xông về trước. Thạch Hạo đứng thẳng, giơ tay, lòng bàn tay phát sáng ngưng tụ thành một thanh chiến mâu màu vàng lấp lánh ánh kim loại, cũng như lượn lờ đầy tia chớp. Giết! Con mắt của hắn kiếp người, tóc bay phấp phới xông về trước. Chỉ trong thời gian ngắn, Thạch Hạo liền đánh bay ba người, chiến mâu trong tay vọt về trước, đâm thủng mi tâm của một người, máu tươi phụt lên cao. Ầm, ánh chớp nổ tung, chiến mâu hóa thành tia chớp khiến tên này hóa thành mưa máu, chết oan chết uổng. Cũng trong lúc này, tiếng rung vang lên, trong tay Thạch Hạo lần nữa xuất hiện một thanh kiếm lượn lờ đầy tia điện tím, đây vẫn là do lôi đình biến thành. Hắn cầm tay này ép về đằng trước, ta liều mạng với ngươi, có người gào thét. Lúc này Thạch Hạo hóa thành một tên ma vương, trên người nhiễm đầy máu, nhấc theo kiếm tím lượn lờ đầy ánh chớp thảo phạt những tên địch thủ này. Trong tiếng ngân vang của kiếm thần, hắn nâng tay bổ ra một chiêu chém lìa đầu lâu của kẻ đó, máu tươi chảy xối xả, chết ngay tương trường. Trời ạ, cao thủ tiền bối của Tần tộc ta cứ thế chết đi như vậy sao? Trên ngọn thần sơn thứ 6, cặp mắt của đám Tần tộc đều đỏ ửng, chuyện này quá đáng sợ. Sắc mặt Xích Lăng Không trắng bệch, hắn căn bản không nghĩ tới sự tình sẽ phát triển đến một bước này. Rất nhanh, Thạch Hạo như hung thú lao về phía hắn khiến hắn càng thêm sợ hãi. Trận chiến này không có chút gây cấn nào. Xích Lăng Không bị chém bay đầu, mang theo vẻ không cam lòng, phát ra tiếng rít cuối cùng rồi ngã xuống. Một tiếng xoạt phát ra, ánh sáng lóe lên, Thạch Hạo bị truyền tống đến ngọn thánh sơn thứ 6, rời khỏi võ đài. Gia gia, Thạch Hạo bí mật truyền âm, sau đó ánh mắt lạnh lẽo lên, có người Tần tộc ra tay đang đối phó đại ma thần, bất quá không có cao thủ thần hỏa cảnh, người khác có thể làm gì được thập ngũ gia. Tần Hạo tuy rằng rất đáng sợ, nhưng đã bị người đưa đi, không có ở chỗ này. Một tia sáng trắng xẹt qua, Thạch Hạo một đao liền chém xuống hai tên cường giả, đều chặt đứt ngang hông. Những người còn lại thấy thế toàn bộ rút lui, bỏ chạy tán loạn. Cả tòa cung điện to lớn đều yên tĩnh, lại không người nào dám tới gần tổ tôn hai người. Lối ra bí cảnh trên tế đàn, phù văn lấp lóe, hai bóng người hiện lên, trên mặt không hề có một chút máu nào, vẻ mặt bọn họ cực kỳ khó coi, mang theo tiếng khóc nức nở ở đây kêu to. Tần huynh, đây là con cháu của ngươi, thật không đơn giản, lâu như vậy mới có hai người bị giết chết, tu sĩ thần hỏa cảnh như trước chưa từng chết đi một người, một vị giáo chủ nói. Tần Trường Sinh gật gật đầu lộ ra một tia cười nhạt. Các ngươi bị thương phương nào giết chết? Một vị nguyên lão Tần tộc mở miệng dò hỏi hai tên đệ tử này. Trưởng lão, lão tổ tông, việc lớn không tốt rồi, hai người tan nát cõi lòng kêu to. Hoảng cái gì chứ, có chuyện gì từ từ nói, vị nguyên lão kia trách mắng. Là thiếu niên ma vương, hoang, một người trong đó đau đớn mở miệng, túm chặt tóc dài đầy đầu, lại là hắn. Sắc mặt mọi người lộ ra khác thường, tên ma vương trẻ tuổi này quả nhiên khí phách hơn người, ngay cả người của Tần tộc cũng giết không tha. Không sao, còn có vài tên cường giả cấp thần tỏa trấn, đáng chừng hắn cũng không gợi lên nổi sóng gió gì. Không phải như vậy, những đại nhân kia, bọn họ, hai tên đệ tử trở về nghẹn ngào. Bọn họ làm sao rồi? Một vị giáo chủ tự mình dò hỏi. Bọn họ đều bị giết rồi, bị thiếu niên ma vương ngông nghênh đánh gục, không có một người sống sót. Hai người khóc lớn ngã ngồi trên tế đàn. Cái gì? Lối ra bí cảnh rất nhiều người đều khiếp sợ, khó có thể tin. Ngay cả Tần Trường Sinh cũng khó có thể bình tĩnh được nữa. Khóe môi lập tức cứng lại, tựa như trúng nguyền rủa mà hóa đá. Tới đây cũng kết thúc tập 136 của Thế Giới Hoàn Mỹ rồi. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh của mình để nhận thông báo cho tập sau nha. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.